Chúng ta cùng nhìn tiếp sang phần nội dung Task 2 của Unit số 16, cuốn sách tiếng Anh cho người bắt đầu. Và nội dung bài tập này thì chúng ta sẽ dịch các câu ở đây sang tiếng Anh, sử dụng phần lý thuyết của chúng ta về danh động từ và động từ nguyên mẫu. Ở đây nếu mà chúng ta chưa chắc về cách sử dụng của những phần danh động từ và động từ nguyên mẫu thì chúng ta sẽ, trong khi làm, các bạn sẽ cùng vừa xem lại phần ngữ pháp và vừa dịch. Ok, chúng ta cùng đi vào 10 câu phần dịch ở đây. Câu hỏi số 1: bạn có muốn tới bữa tiệc không? Vậy ở đây các bạn thấy là có cấu trúc là bạn có muốn tới bữa tiệc không? Nó là ở dạng lời mời và là câu hỏi. Nên cô sẽ dịch là gì ạ? Would you like? Sau cấu trúc would like, đương nhiên cô dùng dưới từ to với động từ would you like to go to the party? Hỏi chấm. Bạn có muốn tới bữa tiệc không? Ok, nhớ cấu trúc would like với to verb, được chưa nào? Rồi câu hỏi số 2 này. Tôi không thích ăn một mình. Tôi không thích ăn một mình thì động từ chính trong câu này là động từ thích ăn một mình. Tôi không thích ăn một mình thì chúng ta chia động từ như bình thường. I don't like. Có thể dùng verb in hoặc to verb trong tình huống này đều đúng. Bởi vì là sau like, các bạn thấy dùng verb in hay to verb đều được. Thế thì chỗ này cô sẽ để là I don't like to eat hoặc là I don't like eating alone. I don't like eating or I don't like to eat alone. Ok. Go on, number 3. Bạn có ngại đi làm một chặng đường dài hàng ngày không? Bạn có ngại. Động từ chính trong câu này là động từ ngại. Và đi làm chính là động từ đi theo sau. Thế thì chúng ta nhớ lại cho cô cấu trúc might đi kèm với verb in. Thì ở đây nó là câu hỏi nên cô sẽ hỏi là do you might? Do you might? Đi làm một chặng đường dài hàng ngày không? Ở đây có nhiều cách dịch khác nhau. Thì ở đây cô cứ dịch là do you mind going? Hoặc là traveling. A long distance. A long distance. To work. Every day. Hỏi chấm. Do you mind going or traveling a long distance to work every day? Ok. Rồi tiếp theo câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4. Tôi không thích sống trong ngôi nhà đó. Câu này cũng tương tự giống câu 2, đúng chưa nào? Có động từ thích thì chúng ta dùng động từ dạng to verb hoặc là verbing. Vậy ở đây có dịch là to verb đi bởi vì là nói đến việc là tại thời điểm hiện tại. Tôi không thích sống trong ngôi nhà đó. I don't like living or to live in that house. Tôi không thích sống trong ngôi nhà đó. I don't like to live in that Câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5. Chúng tôi đã cố gắng giải thích nhưng anh ta vẫn rất tức giận. Chúng tôi đã cố gắng giải thích. Động từ chính là đã cố gắng ở quá khứ này. Sau cố gắng chúng ta có động từ giải thích. Vậy thì động từ giải ở cố gắng chúng ta có là try. Sau try chúng ta dùng động từ ở dạng to verb. Vậy chúng tôi đã cố gắng giải thích. We tried to explain. Nhưng anh ta vẫn rất tức giận. But he's still very angry. Vâng. But he's still very angry. Ok, câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6. Hãy nhớ gửi bức thư này trong chiều nay. Ở đây các bạn lưu ý cho cô, động từ chính là động từ remember, nhớ. Và sau đấy chúng ta có động từ gửi. Thì nhớ lại lúc nãy với cấu trúc là gì ạ? Remember chúng ta có là to verb hoặc là verbing. Thì trong tình huống này dùng verbing hay là to verb ạ? Thì tùy thuộc vào tình huống. Nhớ là gửi bức thư này trong chiều nay là xảy ra trong tương lai. Do đó, sau remember, chúng ta sẽ phải dùng động từ ở to verb. Bởi vì là dùng to verb là sẽ xảy ra trong tương lai. Remember to send. Hãy gửi bức thư này trong chiều nay. To send this letter this afternoon.
Yeah, remember to send this letter this afternoon. Okay, go on. Number 7, or question 7. Tôi nấu xong bữa tối lúc 7 giờ. Tôi nấu xong bữa tối lúc 7 giờ. Vậy việc này đã xảy ra rồi nên động từ nấu xong được chia thì quá khứ hoàn thành. Có hai động từ là hoàn thành và động từ nấu, đúng chưa ạ? Thế nên chỗ này cô sẽ để dịch là I finished. I finished cooking dinner. I finished cooking dinner at 7 p.m. I finished cooking dinner at 7 p.m. Okay. Tiếp theo câu hỏi số 8. Cô y tá gợi ý uống thuốc 2 lần một ngày. Ở đây động từ chính của chúng ta là động từ gợi ý, tức là động từ suggest. Sau đấy sẽ là động từ uống thuốc. Thì động từ uống này sẽ được chia theo động từ suggest. Chúng ta sẽ chia động từ là The nurse suggested taking the medicine. Uống thuốc chúng ta dùng là taking the medicine. Hai lần một ngày, twice a day. Twice a day. Cụm từ chỉ tần suất. The nurse suggested taking the medicine twice a day. Ok. Chúng ta nhìn tiếp sang câu hỏi số 9. Thật khó để viết một bài văn hay và logic. Thật khó để viết một bài văn hay và logic. Vậy cái mà chúng ta để ý sẽ là cái cấu trúc với tính từ thật khó để làm một việc gì. Sau đấy chúng ta dùng động từ ở dạng to verb, đúng chưa ạ? It's hard to write. Thật khó để viết này. Một bài văn hay và thú vị. Thì văn hay và logic thì các bạn thấy là chúng ta sẽ đặt tính từ vào trước danh từ. Nên chỗ này cô sẽ để là uninteresting and logical essay. Các bạn cũng có thể dịch theo cái cách đó là gì? Chuyển danh từ lên trước và interesting cũng như logical chúng ta biến đổi về thành trạng từ. It's hard to write an interesting and logical essay. Ok chưa? Rồi đi tiếp câu cuối cùng của phần bài tập số 2, phần writing. Các bạn thấy câu này người ta nói là tôi hy vọng, động từ chính, nhận được, nhận là động từ đi theo động từ chính, nhận được công việc đó bởi vì tôi rất thích môi trường làm việc ở đó. Vâng, vậy tôi hy vọng nhận được công việc đó, cô nói là I hope. Sau hope, các bạn nhớ lại cho cô là chúng ta dùng to verb. Vậy I hope to get the job. Because, bởi vì tôi rất thích môi trường làm việc ở đó. Because I like the working environment. The working environment there. Rồi, vậy nhớ cho cô cấu trúc hope to do something. Ok. Vậy cô vừa mới hỗ trợ chữa cho các bạn 10 câu trong phần Task 2, Unit số 12, Writing. Vậy chúng ta có thắc mắc gì với phần này thì các bạn có thể hỏi lại cô hoặc là comment ở bên dưới để chúng ta biết thêm chi tiết, được không ạ? Ok.